Chào toàn thể anh chị. Hôm nay Hiệp đang có mặt ở đây là thuộc thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Mảnh vườn sầu riêng này là 4 hecta 7, có thổ cư và được quy hoạch thổ cư là 3 cho tới 4.000 m, sổ sách pháp lý đầy đủ, nước nôi đầy đủ, vườn sầu riêng Thái rất đẹp ha. Đó, ăn chiền chiền lên tới trên cái đồi kia, thì trên đó mình có cái ao nằm trên đó luôn, nước là khỏi lo ha, điện và có camera sẵn luôn. Mời anh chị mình xem tiếp video của Hiệp nha. Trước mặt chúng ta đây anh chị nhìn thấy đây là một mảnh vườn sầu riêng, thì của mình ăn truyền lên trên cái đồi đó, thì ở giữa cái đồi đó thì mình có cái ao lớn ha. Đó, ở đây mình điện nước đầy đủ nha. Rồi, vườn sầu riêng Thái nè, cái này của mình là được mới vừa thu ăn bói xong ha. Đó, còn cái phần trên đồi đó thì qua năm mới được ăn bói nha. Đó, thì cái truyền đồi đây nữa nè, thì cái đất bằng của mình nó chiếm tỷ lệ khoảng độ 65%, đất bằng của mình chiếm tỷ lệ 65%, còn lại là đất truyền đồi ha, ăn lên trên truyền đồi đó. Đây là cách con đường bê tông khu dân cư ở đằng trước mình đây thôi, là chỉ tầm khoảng 100 m ha. Và đặc biệt cái mảnh đất này là mình có hiện đại có 200 m thổ cư và quy hoạch đất ở quốc đất thổ cư á, quy hoạch đất ở đó thì được gần 4 sào đó. Và sầu riêng cực đẹp ha. Đây anh chị mình xem ha, tuy hôm nay trời nó mưa đó, nhưng mà cho nên Hiệp vô tới đây thì trời mưa cho nên cái hình ảnh nó không có được rõ nét lắm, mong anh chị em mình thông cảm ha. Rồi, tổng diện tích ở đây là 4.7 nha đó. Ok chưa ạ? Rất đẹp nha. Ở đây là kế bên mình là khu dân cư luôn nha, khu dân cư đông kín luôn ha. Của mình là đã được bao bọc hàng rào B40 sẵn hết rồi, tiện ích xung quanh nè ha. Anh chị mình quan tâm thì anh chị cứ alo Hiệp nha.